Thầy đây là một hình tam giác có chiều cao là 20cm, chiều rộng cũng là 20cm. Bây giờ thầy mời bạn Biểu lên tìm ít cho thầy. Ok, như vậy là các em đã học về các câu ca dao tục ngữ rồi đúng không? Thì bây giờ em Tuân với em Biểu hãy hoàn thành câu ca dao tục ngữ sau cho thầy. Gần mực thì đen, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Còn em Biểu? Gần mực thì đen, gần đi ngủ thì đói. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Bây giờ thầy lấy ví dụ nhá. Sau tiếng trống tùng 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 thì bạn Tuân và bạn Biểu đi học muộn thì theo em thì em sẽ nói gì hả em Tuân? Em xin lỗi thầy, em tới muộn, xin thầy cho em vào lớp ạ. Wow, thầy có lời khen cho bạn Tuân. Bạn Tuân 9 điểm, thế còn bạn Biểu? Đi học trễ, nghỉ học luôn. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Cần cù thì bù. Cần cù thì bù thông minh. Còn em Biểu? Cần cù thì bù sinh năng. Chỉ có làm thì mới có ăn. Những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn.
hãy miêu tả lại tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố. Riêng câu này, thầy mời bạn Biểu trả lời. Em làm gì đấy em Biểu? Em tắt đèn ạ. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Ok, thì bây giờ là thời gian sinh hoạt ngoài giờ. Thầy rất muốn biết ước mơ trong tương lai của các em là gì. Thì em Tuân, ước mơ trong tương lai của em là gì? Em ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành một công an để bắt tội phạm. Còn ước mơ của em sẽ trở thành một tội phạm để cho thằng này bắt. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Ok, thì tình hình là trường của chúng ta sắp tổ chức văn nghệ. Thì bữa trước thầy có giao cho bạn Tuân với bạn Biểu về tập nhảy văn nghệ rồi đúng không? Thì bây giờ bạn Tuân nhảy cho thầy để thầy duyệt, rồi mai đi thi văn nghệ rồi thầy cho điểm luôn. Rồi bạn Tuân nhảy đi. Em Tuân nhảy cũng ok á, thầy cho 8 điểm. Rồi thầy mời em Biểu nhảy. Em làm cái gì vậy Biểu? Em nhảy. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Sóng bắt đầu từ gió. Vậy gió bắt đầu từ đâu? Thầy mời bạn Biểu. Em cũng không biết nữa. Rồi bây giờ sẽ là một câu hỏi hóa học. Thì câu hỏi này thầy sẽ hỏi bạn Biểu. Bạn Biểu có thể cho thầy biết tại sao quỳ tím khi tác dụng với lại axit lại đổi màu không? Thầy hỏi em thì em biết hỏi ai? Biểu, Hải và Tuân là những người bạn thân. Một hôm nọ, Hải đã trốn học để đi chơi điện tử. Khi về nhà thì đã bị bố mẹ phát hiện và bị bố mẹ đánh và chửi. Thì theo em Tuân thì em sẽ nói gì với bạn Hải? Hải ơi, lo học đi, đừng làm cho bố mẹ buồn nữa. Đúng vậy, thế còn bạn Biểu? Hải, quay xe! Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Bây giờ nếu hai em đang đi ở trên đường và gặp một bịch tiền mà người ta làm rơi á, thì hai em sẽ làm gì? Em Tuân trước đi. Em sẽ trả lại cho người bị mất ạ. Wow, em Tuân đúng là một học sinh ngoan. Thế còn em Biểu? Có cái nịt. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Trong tác phẩm văn học Lão Hạc của Nam Cao, cậu vàng là chỉ con gì? Mời em Biểu. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ. Con mệt mỏi. Cố học đi, đừng để cho bố mẹ buồn. Ok, thì clip của mình cũng sẽ dừng lại ở đây nhá. Nếu các bạn thấy video hay thì đừng quên nhấn like, share, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ cho bọn mình nhá. Còn bây giờ thì bye bye tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Bye.